Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một món cocktail có tên là Pina Colada, gồm có rum, Malibu, coconut rim, lime rim, nước đường và một ít lát thơm tươi. Gồm có rum 1 ounce. Malibu 1 phần 2 ao. Coconut 2 ao. Lime rim 1 ao. Nước đường 1 ao. Chúng ta cho 4 lát thơm tươi vô. Chúng ta cho một cúc đá. Sau đó chúng ta bỏ máy lên. Thì chúng ta sẽ tiến hành lên. Và đặc biệt các bạn nhớ khi lên, chúng ta không lên giống như sinh tố. Ở đây chúng ta pha chế cocktail thì lên như thế nào mà cái ly vẫn còn đá trong đó, không có lên nhuyễn nha các bạn. Rồi chúng ta đổ sản phẩm ra ly nha các bạn. Rồi sau đó chúng ta sẽ trang trí một cây khuấy, hai cái ống hút. Kèm thêm một lát thơm, một cây dù. Bài học tới đây kết thúc, xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày hôm sau.